Anh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt do khinh thường công an và từng có ân oán với Bộ Công an. Trên các mạng xã hội thì dấy lên lời kêu gọi cho ông Lưu Bình Nhưỡng được tại ngoại để ông này phản bác lại cáo buộc của Bộ Công an cũng như là Công an tỉnh Thái Bình nhắm vào mình. Theo Nguyễn Anh Tuấn, một người tị nạn chính trị, không ai đứng trên pháp luật, đó là lời của ông Tuấn viết. Và đúng, ông Lưu Bình Nhưỡng thì vẫn có thể bị bắt nếu như mà làm sai, nhưng hãy để cho ông được tại ngoại và lên tiếng trước công chúng về cáo buộc, dám không? Lưu Bình Nhưỡng lúc còn là đại biểu Quốc hội thì chắc là người phê phán Bộ Công an mạnh nhất, đến nỗi các vị đại biểu trong ngành công an còn nói cử tri ngành sục sôi phản ứng phát biểu của ông ta. Như thế thì càng nên để cho ông Lưu Bình Nhưỡng được tại ngoại, không thì mang tiếng lãnh đạo Bộ Công an lắm. Nếu như ông ấy thực sự sai thì sợ gì mà không để cho ông ấy tại ngoại. Bộ còn được tiếng trí công vô tư và không vì thù riêng mà bắt bớ. Dĩ nhiên thì quy định về tại ngoại nên áp dụng rộng rãi cho nhiều bị can nhất có thể, chứ không phải chỉ riêng với ông Lưu Bình Nhưỡng. Và các nước làm được, sao Việt Nam thì lại không? Và ai cũng biết, vào tạm giam rồi thì điều tra viên muốn người ta khai như thế nào mà không được. Và công chúng và báo chí ở ngoài nghe được mỗi một quan điểm của công an, mớm cho tin gì thì biết tin đó, nên cũng thành dư luận ủng hộ bắt bớ, oan sai từ đó mà ra. Vậy nên nếu như cơ quan điều tra đủ tự tin thì hãy cho các bị can được tại ngoại. Lúc tại ngoại thì họ được quyền lên tiếng dưới hình thức khác nhau để công chúng có cái nhìn đa chiều và cũng góp phần ngăn được oan sai. Một lần nữa, tự tin bắt đúng người đúng tội thì không việc gì phải ngại áp dụng tại ngoại cho bị can. Hồi năm 2020 thì báo Đảng dẫn phát ngôn của Lưu Bình Nhưỡng chất vấn Tô Bộ trưởng tại nghị trường. Cứ vào dịp lễ Tết là công an cơ sở đi thu tiền của bà con buôn bán các thứ, đề nghị đồng chí thực hiện biện pháp gì để cho anh em không làm chuyện này nữa. Và như vậy thì có thể thấy được rằng Lưu Bình Nhưỡng bị bắt là một đồng phạm trong vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Thái Bình đang làm dư luận rúng động. Theo tờ Công an Nhân dân thì việc bắt ông Lưu Bình Nhưỡng là kết quả điều tra mở rộng vụ án có liên quan đến Phạm Minh Cường, 37 tuổi, có biệt danh là Cường Quất, một người từng có 3 tiền án. Dựa trên tài liệu điều tra, tờ Công an Nhân dân tóm tắt sau khi mà biết một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp giấy phép khai thác cát tại mỏ cát ở xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường Quất và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều để mà gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải trả tiền cho nhóm của Cường Quất theo khối lượng cát khai thác được hoặc là bán lại một phần cho Cường Quất với giá rẻ hơn giá thị trường. Từ năm 2020 đến năm 2022, Cường Quất và đồng bọn đã chiếm đoạt các doanh nghiệp hàng tỷ đồng và vụ án này đã được xác định là đặc biệt nghiêm trọng và vì chiếm đoạt số tiền lớn gây bức xúc trong nhân dân và xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Năm ngoái thì trước khi bị bắt khởi tố vì cưỡng đoạt tài sản như vừa kể, Cường Quất đã bị tạm giam vì cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Cứ như tường thuật của tờ Công an Nhân dân thì Công an tỉnh Thái Bình đã tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đặc biệt là tập trung làm rõ việc tiếp tay giúp sức cho các bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật. Song có một điểm bất thường là dù không có cái thông tin cặn kẽ và liên quan đến Cường Quất và các vụ án liên quan đến hoạt động tội phạm của nhân vật này, nhưng tờ Công an Nhân dân không hề cho biết là kết quả điều tra mở rộng đã xác định ông Lưu Bình Nhưỡng từng làm những gì để trở thành đồng phạm. Ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, không phải là nhân vật xa lạ với dân chúng Việt Nam. Ngoài chuyện chỉ xác định ông Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm trong vụ án cưỡng đoạt tài sản, tờ Công an Nhân dân đã tóm tắt lai lịch của ông Lưu Bình Nhưỡng, một tiến sĩ luật, từng là phó chủ nhiệm khoa pháp luật kinh tế Đại học Hà Nội, có 22 năm là một giảng viên của trường Đại học Hà Nội và sau đó thì chuyển qua làm chánh văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp, cố vấn cho Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Ông Lưu Bình Nhưỡng là đại biểu Quốc hội khóa 14 từ 2016 đến 2021. Năm 2018 thì ông Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm làm Phó Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Nhưỡng nổi tiếng vì thường đưa những chất vấn thẳng thắn, không ngại va chạm tới lãnh đạo của các bộ ngành và đặc biệt nhất đó là ngành công an, các địa phương về những vấn đề nóng của đất nước, được cử tri ủng hộ, nhưng không được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội vào khóa này, tức là đại hội khóa 15, vì đã bị quá tuổi. Liệu một người với các đặc điểm như ông Lưu Bình Nhưỡng có thể tiếp tay giúp sức cho một nhân vật kiểu như là Cường Quất hay là không? Có một điểm nữa là cần nghĩ là ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì coi thường pháp luật hay khinh thường Bộ Công an. Sở dĩ phải thắc mắc như thế bởi vì ông Lưu Bình Nhưỡng là một trong những số rất ít người công khai chỉ trích Bộ Công an ra mặt, và có một điểm cần lưu ý là gần như là không bao giờ các cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam chỉ trích trực diện đại biểu Quốc hội, bởi vì lý thuyết của đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên thì hồi tháng 11 năm 2018 thì tờ Công an Nhân dân đã phá lệ công kích ông Nhưỡng với lời lẽ vốn chỉ dành cho các phần tử thù địch phản động. Xin mời tham khảo bài Tiếng nói đại biểu sự cẩn trọng cần thiết để mà tự nhận định. Bên cạnh đại đa số các đại biểu tâm huyết, trách nhiệm và đưa ra nội dung chất vấn mang tính thuyết phục với tinh thần, thái độ xây dựng, thì vẫn có những đại biểu đưa ra những nội dung không đúng sự thật và đôi khi mang tính kích động. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội luôn thu hút được sự quan tâm của đồng bào cử tri của cả nước, và có thể thấy rằng qua các kỳ họp chất vấn, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng được nâng cao, bám sát vào các vấn đề thực tiễn trong tất cả các lĩnh vực như là kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và cung cấp nhiều thông tin bổ ích, giải trình và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, đồng thời thì đưa ra các biện pháp, giải pháp giải quyết, khắc phục và từ đó góp phần tích cực trong phát triển đất nước, được cử tri và dư luận đồng tình tin tưởng. Vì vậy, bên cạnh đại đa số các đại biểu tâm huyết và trách nhiệm và đưa ra nội dung chất vấn mang tính thuyết phục với tinh thần, thái độ xây dựng, thì vẫn có những đại biểu đưa ra những nội dung không đúng sự thật, đôi khi mang tính kích động. Điển hình là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, trong nhiều phát biểu thì đại biểu này thường đi quá đà và gây sốc, và không chỉ là nội dung chất vấn mà có khi thì đó là cả thái độ chất vấn và thậm chí là nhiều phát ngôn mang tính chỉ trích thiếu căn cứ. Tại kỳ họp Quốc hội trước, khi mà đề cập đến việc giải quyết vấn đề phức tạp ở Đồng Tâm, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã phát biểu một đại đội công an tấn công vào dân Đồng Tâm và làm nhiều đại biểu và cử tri ngỡ ngàng, không hiểu là đại biểu này nhận thức và đứng trên quan điểm nào mà tuyên bố như vậy. Ngay sau đó thì một đại biểu Quốc hội đã yêu cầu đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phải rút lại câu nói đó vì phát biểu của đại biểu Nhưỡng là không chính xác và phát biểu phản ánh sai lệch bản chất sự việc, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của lực lượng Công an Nhân dân và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Khi nói về xử lý đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã đề xuất hình thức xử lý loại tội phạm bằng hình thức thiến. Một tiến sĩ luật, một đại biểu đang hoạt động ở cơ quan lập pháp lại phát biểu trái với quy định của hiến pháp. Quyền con người là thiêng liêng, đã được quy định trong hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tội phạm phải được xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành và không ai có quyền đứng trên pháp luật để mà xử lý tội phạm theo kiểu mọi giờ. Dù là thiến hóa học, theo cách nói của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng không thể chấp nhận được, vì bản chất của nó là vi phạm quyền con người, đi ngược lại các giá trị văn minh pháp lý mà nhà nước ta đang xây dựng. Điều này cho phép người ta nghi ngờ về trình độ khoa học pháp lý của đại biểu này. Trong một diễn đàn của Quốc hội thì đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng đã cho rằng tội phạm tham nhũng và đang nhảy múa trên lưỡi gươm của pháp luật, và chúng ta đều biết rằng tham nhũng là căn bệnh của quyền lực, là loại tội phạm nguy hiểm và làm cho mọt ruỗng bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với chế độ. Và đây là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp và đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị lớn, kiên quyết và kiên trì, đồng bộ và có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, và toàn dân. Những kết quả đấu tranh với loại tội phạm này trong thời gian qua là không thể phủ nhận, bước đầu đã lấy lại niềm tin của nhân dân. Hệ thống tư pháp nước ta mỗi năm phát hiện và xử lý hàng chục ngàn vụ án, trong đó thì có nhiều án kinh tế tham nhũng. Điều này cho thấy các cơ quan bảo vệ pháp luật không phải là bất lực, vô tác dụng để cho tội phạm nhảy múa. Ngôn ngữ văn phòng của đại biểu trình trên diễn đàn Quốc hội, cơ quan lập pháp và cần phải có sự chuẩn mực và nghiêm cẩn, không phải chỗ để mà chơi chữ. Sự quy chụp này e rằng đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã đi quá đà. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn mới đây thì dư luận dậy sóng về chất vấn của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng khi nói cơ quan điều tra của lực lượng công an đã sai phạm khủng khiếp. Chúng tôi không bàn về những con số đó đúng hay là sai, tiếp cận theo cách thức nào, bởi thực thật thì đã quá rõ ràng, và nhất là ý kiến của chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền cao nhất thẩm định các báo cáo của chính phủ, và các cơ quan tư pháp đã gián tiếp bác bỏ những thông tin và nội dung của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Những con số và cách lập luận của đại biểu này thì ngành công an đã vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng. Lời của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, và đây là lời chỉ trích nặng nề trực diện với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân. Hàng chục ngàn vụ án kinh tế tham nhũng, hình sự, ma túy, môi trường được điều tra, khám phá, xử lý trong năm qua là kết quả của sự mưu trí, lòng dũng cảm vượt qua bao gian nan, khó khăn, thử thách, hy sinh và cả công sức, xương máu của biết bao nhiêu cán bộ chiến sĩ vì sự bình yên của đất nước và hạnh phúc của nhân dân, và không ai có thể phủ nhận. Và điều này chẳng lẽ một đại biểu Quốc hội không hiểu? Với phát biểu công khai của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng trên diễn đàn Quốc hội được phát trực tiếp trên phương tiện truyền thông đại chúng đã làm dư luận có nhiều những sự hiểu khác nhau và khơi mào cho những người thiếu thông tin đầy đủ, và những người bất mãn cơ hội chính trị và những phần tử thù địch trong và ngoài nước lợi dụng bình luận, xuyên tạc, bóp méo sự thật về việc đả kích lực lượng công an, chống phá nhà nước và xã hội. Và thật đáng buồn, thay vì bình tĩnh nhìn nhận mọi việc để điều chỉnh hành vi, mới đây thì đại biểu Lưu Bình Nhưỡng lại viết lá thư ngỏ rất là dài đăng đàn trên các trang mạng xã hội để tiếp tục tô vẽ bản thân, để bảo vệ cho những phát biểu thiếu thận trọng của mình, dạy dỗ thiên hạ và đem nhân dân ra để mị dân. Và tại đây thì đại biểu này tiếp tục đưa câu chuyện về một số kỹ sĩ quan cao cấp trong ngành công an vi phạm pháp luật, phạm tội bị xử lý như là một cái cớ lý giải về sự mất lòng tin của nhân dân với lực lượng công an nhân dân. Và với những ai đó với tư duy lành mạnh và với cương vị như là một danh xưng của mình, lẽ ra đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cần phải hiểu đơn giản cái xấu, cái ác có thể xuất hiện ở bất cứ đâu và bất cứ nơi nào. Trong bất kỳ một tổ chức lực lượng nào, trong đó có lực lượng công an, cũng khó tránh khỏi những người vi phạm pháp luật hư hỏng, vi phạm kỷ luật và đấu tranh xử lý nghiêm minh, nhưng không phải thế mà phê phán một chiều như là một sự chi phối, sự sai khiến của cảm xúc đố kỵ. Với Thanh Hoàng từ trước đến giờ không ưa ngành công an một chút nào cả, nhưng mà xét cho cùng thì ngành công an cũng có những điều tốt và điều xấu của nó. Mặc dù thì tệ nạn ở ngành công an nó nhan nhản, nó nhiều tới mức độ mà nó át đi tất cả những chiến công của ngành công an. Việc có nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp từ trung ương, đại biểu Quốc hội trong các cơ quan bảo vệ pháp luật bị bắt giữ, truy tố và đưa ra xét xử trước pháp luật đã thể hiện việc đấu tranh chống tham nhũng và tội phạm là nghiêm minh và không có vùng cấm. Đó cũng là thể hiện rõ ràng nhất tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, kiên quyết làm trong sạch bộ máy, là sự dũng cảm và trong sáng. Chính điều đó mới càng làm cho nhân dân tin tưởng, và không phải như lời đại biểu của Lưu Bình Nhưỡng công kích. Mặc dù thì trong ngành công an cũng có rất nhiều lời đồn đoán đó là tấn công phe cánh, tức là diệt phe củi và để lại phe củi nhà. Và ông Tô Lâm là cánh tay phải đắc lực của ông Nguyễn Phú Trọng để mà chống tham nhũng theo cái kiểu là đánh phe phái. Nhưng mà tất nhiên thì ít có một người giống như là Lưu Bình Nhưỡng dám lôi ra những sai phạm của ngành công an. Điều đúng đắn là không nên sử dụng quyền đại biểu để diễn đàn Quốc hội hoặc là mạng xã hội để làm ngôi sao của nghị trường, và đại biểu cần phải nắm chắc các vấn đề dư luận quan tâm để mà chất vấn, tham mưu, tư vấn những giải pháp mang lại hậu quả hiệu quả, không nên ăn theo dư luận để được nổi tiếng. Chúng tôi cho rằng Với thái độ cầu thị khiêm tốn, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nên có lời xin lỗi hoặc là hình thức nhận với lãnh đạo của cán bộ chiến sĩ ngành công an nói riêng, với đồng bào cử tri và cả nước nói chung, đồng thời thì mong muốn lãnh đạo Quốc hội và cơ quan có trách nhiệm của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu cải tiến để mà các phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng đạt hiệu quả cao và hạn chế những ý kiến gây bất ổn xã hội, qua đó thì đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của đồng bào và cử tri. Đây là lời của người viết bài chứ không phải lời của Thanh Hoàng. Cần nói thêm là dù bị ngành công an chỉ trích kịch liệt và thậm chí bị dọa dẫm vì có dấu hiệu tiết lộ bí mật, không những không xin lỗi qua báo giới mà ông Lưu Bình Nhưỡng còn nhấn mạnh và cách nhìn nhận vấn đề của tôi là ngành công an là khác nhau, nên không thể lấy lý giải Bộ Công an mà nói rằng tôi đã nghĩ sai, tôi có phát biểu sai về vấn đề này được. Chỉ được hỏi về phản ứng của đại tá vừa là giám đốc công an tỉnh Nghệ An, vừa là đại biểu Quốc hội tại diễn đàn Quốc hội đối với nhận định của ông Lưu Bình Nhưỡng nói thêm: hôm đó tôi là người đưa ra chất vấn với các bộ trưởng và trưởng ngành nhưng không nhận được thông tin phản hồi, và đây là điều rất đáng tiếc. Việc chất vấn là quyền của đại biểu và các chủ thể phải có trách nhiệm trả lời và thậm chí là yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin để làm cho rõ. Và đây không phải là tranh luận của đại biểu này với các đại biểu khác, và đây không phải là một phiên thảo luận. Đặc biệt là đại biểu này không được chất vấn đại biểu khác. Và nếu như mà chất vấn thì chúng ta chưa hiểu về vấn đề chất vấn và các quy trình chất vấn. Tranh luận thì đại biểu có quyền tranh luận với nhau, còn việc chất vấn mà đại biểu lại đi trả lời thay cho thủ trưởng của mình, tiếm quyền của trưởng ngành thì sao? Đặc biệt là tôi đã cảnh báo nếu là tài liệu mật thì không được phép công bố, khi mà nêu nội dung đó thì tôi cũng không công bố. Lời của người viết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì sau vụ việc bắt ông cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng thì có rất nhiều thông tin được đưa ra, và thông tin nhiều nhất có lẽ là ngành công an của Tô Lâm đã trả thù những câu hỏi chất vấn và đả kích quá nặng nề của ông cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, và đó là cái kết khi mà ông ta đã đấu với những cái phe cực mạnh trong chính phủ hiện nay, đó là phe ngành công an. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.